Mới đây, lực lượng công an xã Vân Khê, huyện Mê Linh nhận thông tin tại một đoạn đường bê tông thuộc cánh đồng thôn Khê Ngoại, có một cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ngoài cánh đồng trong đêm tối, được công an chăm sóc. Cháu bé bị bỏ lại trong chiếc làn nhựa, bên cạnh có tã bông, khăn bông, bình sữa và mảnh giấy ghi dòng chữ. Vì điều kiện con không nuôi được con, nếu ai có nhặt được nuôi giúp con xin cảm ơn. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công an xã Vân Khê đã khẩn trương đến hiện trường cùng người dân đưa cháu bé vào trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe. Cháu bé là con trai mới sinh khoảng 7 ngày, nặng 3,1 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Hiện cháu bé đã được chính quyền công an xã hoàn thiện các thủ tục bàn giao cho một gia đình nhận nuôi. Công an thành phố khuyến cáo người dân, việc bỏ rơi trẻ sơ sinh là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của trẻ. Tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là việc làm vô đạo đức, mà hình phạt cao nhất chính là bản án lương tâm và sự lên án của dư luận xã hội.